Đây rồi, đang mang sang thách đấu. Tôi chết tôi rồi. Rồi. Tôi toang rồi. Tôi toang rồi. Đây. Tôi chết nha. Kinh. Tôi xong rồi, có triệu vàng. Ông đang rất tinh tướng mọi người ạ. Rất tinh tướng, xem video xong rồi bảo anh em mình là thường thôi. Bây giờ ông tự bỏ đi. Tinh tướng khoe bảo là chúng mày ăn thua gì. Anh cứ bỏ ra anh đưa, anh đừng giữ. Phải tự người ta làm thì nó mới thấy cái độ khó. Đây mọi người nhá, hôm trước anh em mình quay video thì là chú ấy xem được, chú ấy cảm thấy rất là bình thường. Hôm nay chú ấy quyết tâm sang, chú bảo là tao bỏ hẳn với cái lọ. Đấy chú bảo xin chơi trò chơi này. Đây khó mới thực hiện nhỉ. Này chú thử đấy, anh đừng động kẽ chú ơi. Bây giờ mình mà xà vào thì lại thành ra bảo là mình thế nọ thế kia. Bây giờ phải để tự chú ấy làm. Đây chú cứ làm đây. Chú phải làm cho nó quay đầu vào. Đây, cái đấy im anh Lương, cái đấy im chú ấy làm. Cho chú thoải mái, tăng độ khó luôn. Này thì chúng mày thường thôi. Anh cứ ra đi, anh cứ ra đằng sau đi. Ra cho anh ấy. Ra đằng sau đấy. Đấy mọi người nhá. Thì hôm nay đây, không phải là anh em mình nữa, mà là chú này chú đến chú thử thách anh em mình, chú bảo là chú làm được. Không làm được thì chú lại bảo anh em mình làm. xin vĩnh biệt. Mấy lần rồi nhỉ? Ba lần rồi, ba đúng không? Ba lần rồi. Không biết cách thì làm sao mà cho vào được. Các cụ bảo giờ quá tam ba bận đấy. Này mọi người, con rắn đấy. Ghép tay nó vòng ra. Đây nó vòng đấy. Đấy. Đấy, 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 kinh, đúng là cao thủ của Khang. Ồp. Xem cái... Tới đầu đấy. Xem cái mặt. Xem cái mặt thôi chứ còn... xin hôm nay việc. Chú ăn phải bà sao chú liều chú liều thế hôm nay chú ăn phải cái gì mà chú liều thế. Rất đẳng cấp, một người không chuyên như mọi người nhá. Cho vào được thì anh em thật, nếu mà cho vào được thì đúng là giải thưởng đây thế nào thì nhìn thế nào thôi hay đấy. Được thôi, nếu mà chú làm này thì có khi có khả năng được rồi. Giải thưởng thế nào đây? Từ từ đã, chú giải thưởng thế nào? Cứ để chú cho vào đó. Còn triệu bạc này. Triệu thôi gì? Triệu bạc. Đây rồi, đang mang sang thách đấu. Tôi chết tôi rồi. Rồi, triệu rồi, ok. Tôi toang rồi. Tôi toang rồi. Đây. Triệu rồi nha. Giải thưởng nha. Kinh. Thôi xong rồi, có triệu bạc. Triệu bạc thôi. Đây. Căng thẳng phết đi. Căng thẳng đi. Nó rướn đầu lên là được. Nó rướn đầu lên là được. Nó rướn đầu lên là được. Nó phải rướn đầu lên là được. Xong đúng rồi. Con này em phải cho anh Phóng thử. Anh Phóng xem này, chứ còn anh thì để nó ngoạm cho thì đâu cái vết của anh ngoạm nó cho em quay được người xem. Con này đổ dần hết rồi. Hết vết chưa? Đây mọi người xem, hết vết chưa? Con này đổ mắc đen. Nó cò đây mọi người này. Cũng hơi bị sưng nhỉ. Đây toàn cao thủ bị rắn cắn nha mọi người. Quyên không hết vẻ, không chết đít. Em Quyên đấy, để em Quyên mình lắm một nửa thôi, mình ăn 1 triệu. Một triệu. Nó bảo chú lắm được một nửa, ăn 1 triệu. Đúng rồi. Có lắm cả ăn 2 triệu. Quả này 9 tuần rồi. 9 tuần rồi. 9 ngày đã có quả này. Đây rất nhiều khán giả đang theo dõi mọi người nha. Đây ngoài này. Rất nhiều người đang theo dõi. Nhà mua còn đố còn là ai là người tài còn là... Chiến toàn rồi. Chiến toàn rồi. Mình thì chiến toàn rồi. Không cẩn thận cái đầu nó ngoặc xuống đấy. Chiến toàn rồi. Chiến toàn rồi. Chiến toàn rồi. Để quá lử già. Hết. Rất nhiều thứ nhé. Ôi thì chết ở trong một ngày. Nằm ngoan rồi. Nào.
Này. Sau lần thứ ba nhỉ? Thôi đếm 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 đếm. Thôi rồi, ông nào ấy đếm. Đếm 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 đếm. Đếm xem. Rồi rồi. Kiểu kiểu này căng tơ tơ đấy nè. Cho vào trên nhanh. Chưa gì cũng vội vàng. Thì ông cứ ghi đi. Từ từ chồng. Đẳng cấp không? Đẳng cấp phải nói không về được. Tưởng không đơn giản. Đúng. Thỏa xuê hạo luôn nhỉ. Bây giờ đố ông lấy được cái đầu ra trước là 2 triệu. Bây giờ đố lấy cái đầu ra trước. Bây giờ lấy thêm cái đầu. Bây giờ từ từ. Cái này bây giờ phải lấy cái đầu ra trước. Không lấy đuôi. Lấy đầu ra trước nhưng mà phải có que. Anh lấy đầu ra trước thế nào? Bây giờ phải chơi chơi bằng ngựa lại. Lấy cái que. Đếm. Đừng lấy tay để lấy cái que anh ạ. Từ từ. Kiếm cái que móc nha, chờ một tí. Nhá, giờ là cho lấy cái đầu ra trước. Chú chịu thua cái đầu đúng không? Không, cứ phải lấy tiền đã. Không, cứ sốt ruột thế nhỉ. Cứ bình tĩnh như này. Giờ là trò chơi móc cái đầu ra trước chứ không lấy cái đuôi. Khó phết đấy. Thử thách này mới khó này. Thử thách này mới khó này. Tức là phải lấy đầu ra trước đúng không? Lấy đầu trước. Khó. Đây 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 mày. Vừa lại ép như vừa lại. Bây giờ đục cái đít ra. Không ai chịu đục. Không được cho loài này. Không được cho loài đuôi ra, phải cho đầu ra. Ôi nó ra rồi. Nó chặt lắm, nó nén chặt lắm. Đến sát đây chứ. Sát đây trên đài xong cũng quặt nó xuống. Nó nén chặt lắm. Nén chặt rồi. Ra không luôn mà không. Bây giờ vấn đề là cái này không loại ra này. Đấy, ngành kiếm tiền. Đây, việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao đấy. Đấy mọi người nhá, mọi người còn cái trò gì thì bình luận ở trên kênh mình sẽ làm tất cả các trò cho mọi người xem mọi người nhá. Những cái trò chơi này rất là mạo hiểm không móc đầu nó hơi khó đấy. Khó đấy chiến. À, 2 giờ thì mình đi ra mình cắt này à? Không, ai chứ cắt. Khó thì mới có tiền, như dễ có tiền thì ai chẳng làm. Mọi người muốn cho con rắn vào cái gì thì nhớ ghi bình luận ở trên kênh mọi người nhá. Mình sẽ thực hiện tất cả những cái bình luận của mọi người. Anh em có thời gian anh em sẽ làm. Đục cái nó này ra. Đục ra thì nói làm gì. Anh phải tìm được cái thân ở gần cái đầu ấy, móc một đoạn giữa đấy là nó ra. Này anh mới không nhìn thấy này. Never là hơi khó. Đúng không? Ừ, không nhìn thấy gì. Thôi khó lắm, bỏ đi. Chết con rắn quành. Chết con rắn quành thì thật. Mặt thư đấy mọi người. Giờ đục nó ra. Đấy. Đấy mọi người. Kinh ngợm. Lấy ra tại vì cái đầu lúc mình cho vào mình cắm cái đầu vào rồi. Nhưng mà anh Thiên cho vào chắc chỉ tầm mấy chục giây là anh cho được vào cái lọ đấy. Chú Quyên thì hơi lâu. Anh cho thử xem bao nhiêu giây. Anh đếm thử xem bao nhiêu giây cho vào nè. Lùi ra ngoài kìa. Anh Thiên chắc chỉ tầm chưa đến 1 phút đâu, nếu mà ông Thiên không cho. Cái này phải bạo tay. Đấy. Đấy, nó tại vì đầu nó không bóc lên đâu mà. Quên rồi, vậy. Ông Quyên ông sợ nên là nó lâu. Chưa đến 1 phút. Chơi trò này. Chơi trò này thì mất tiền to. Chơi thua, chơi lại thua tiếp. Đấy, mất tiền to luôn. Cho được đúng chưa đến 1 phút đã cho được vào. Thôi, có lẽ video kết thúc ở đây thì mọi người ạ. Rất là vui mọi người nhé. Tí sang lên rượu, lên bình rượu con này luôn nhé. Tí nữa là mình sẽ cho nó vào bình luôn. Nếu mà bạn nào có nhu cầu, bạn nào có nhu cầu về rượu rắn thì liên hệ anh em mình nhé mọi người nhé. Đây. Nhưng mà nếu mà thích rượu thì liên hệ với Thư luôn. Đấy. Chuyên chữ mạo thâm cho chị em phụ nữ. Đấy. Đấy mọi người nhá, mọi người xem video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nhá mọi người nhá. Chào mọi người nhá.